rồi bởi biệt phượng sông ca cùng đồng chị sông ca cùng bức tượng mẹ bảy bố con chồng mẹ ghẻ con chồng mười chủ tịch kinh sinh sống Yeah, they're
người liền trớ mắt. Lát nằm núi số không tiếng lời. Ôi cành mi con tròn mà nghe lanh cá bờ dài. Chị cảm ơn chủ tịch Bích Lượng nha, cảm ơn anh Ngọc Tiên, cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn. Nhưng mà mẹ bà đi đi, bà đi ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu bà không đi, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi cho bà vừa lòng. Đảm ơn, con bình tĩnh lại đi, mẹ sẽ đi, mẹ sẽ đi mà, con nhớ ăn uống và đàng hoàng, nhớ, nhớ đứng trước. Để trái tim của con, nó mới mau đập lại. Tôi cắt, tôi không cắt những lời giả nhân, giả nghĩ của bà nữa. Bà đi, đi nè. Mẹ sẽ đi, mẹ sẽ ấm em rời khỏi ngôi nhà này. Mẹ đi đây, mẹ đi. Trời mẹ mà. Trời mẹ quá. Hiểu lầm mẹ. Đây tham cho mấy mỗi lần
còn ta thì thân nghèo sơ sát, cũng nhờ vì ba mới vươn lên. Thì làm mến chào nha, chào được. Chủ tịch Bích Phượng nha, hai chị em cảm ơn tất cả anh
chị em trong đoàn cộng đồng trong câu lạc bộ gọi là bộ đàn cổ vũ cho hai chị em nha. Cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo em mời anh Xuân Long, rồi tới Ngọc Tiền, anh Trang Mười, Phạm Sơn, em có ghi kênh hết nha. Rồi thì Lâm mới vào chưa biết kênh nha. Có gì mình nhận kênh lên nha, cho bông biết nha.